Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ra Văn Hóa. Thưa quý vị, vừa qua khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công bố môn lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2019-2020 thì rất là nhiều học sinh, phụ huynh có con em đang học lớp 9 trung học cơ sở thì tỏ ra khá là lo lắng. Bởi lẽ là chỉ còn gần 3 tháng thôi thì kỳ thi này sẽ diễn ra và lâu nay môn sử vẫn là nỗi sợ của phần lớn những thí sinh. Sợ học, sợ thi là một thực tế. Và ở rất nhiều những kỳ thi khác thì những điểm không môn lịch sử cũng cho thấy một thực tế đáng buồn khác của môn học này. Vậy môn lịch sử có thực sự đáng sợ như thế và làm sao để có được cách học cũng như cách thi hiệu quả nhất? Trong chương trình ngày hôm nay cùng với những vị khách mời, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề này. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn hai vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Đó là cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai, trưởng phòng đào tạo phụ trách môn lịch sử của hệ thống giáo dục học mãi. Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, một chuyên gia về phương pháp học thông minh. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện thì xin kính mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tới với một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện được để xem phản ứng của chính những học sinh, chính những phụ huynh và giáo viên trước thông tin môn lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 trong năm học này như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2019-2020 được tổ chức vào ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6 với 4 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngay khi môn lịch sử được thông báo là môn thi thứ tư, đã có nhiều phản hồi từ học sinh và phụ huynh. Phải nói rằng là khi mà nhận được cái quyết định của Sở Giáo dục thì mình thấy quá nặng và các con cũng thật sự là sốc đấy, ngỡ ngàng bởi vì là đối với toán văn ngoại ngữ là các con đã phải học rất là nặng rồi, bây giờ thêm cái môn lịch sử nữa thì các con thật sự là cái kiến thức nó quá nhiều so với các con để thi vào cấp 3. Thật ra em thấy cũng hơi khó khăn tại vì thêm môn sử, tại vì môn sử là môn khó thuộc và có nhiều kiến thức để phải nhớ ấy ạ. Thế nên là nó chắc là năm nay sẽ là một năm khá khó cho học sinh lớp 9 á. Em thấy rất vui chị ạ. Em là môn tủ em chính môn lịch sử ạ. Trước khi được thông báo các môn thi thì từ đầu năm là trường ban giám hiệu đã thông báo để tất cả các thầy cô của tất cả các bộ môn đều phải chuẩn bị tinh thần. Đấy, cho nên là các thầy cô cũng đã có ý thức và trong cái kế hoạch dạy học của thầy cô thì cũng đã có vừa học tập và vừa cuốn chiếu. Học đến đâu là cũng đã ôn tập đến đấy. Đấy, thế thì khi mà có cái thông tin môn sử thì cũng không quá bị động. Chia sẻ lý do đổi mới tuyển sinh vào lớp 10, lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội cho biết, phương án tuyển sinh sẽ kết hợp thi tuyển hai môn toán, ngữ văn được áp dụng từ năm 2005-2006. Qua hơn 10 năm, nó đã bộc lộ nhiều hạn chế như tạo hiện tượng học lệch. Tuy nhiên, việc thông báo môn thi cuối cùng trong 4 môn thi ở thời điểm chỉ cách kỳ thi chưa đầy 3 tháng khiến nhiều ý kiến cho rằng cũng tạo nên nhiều áp lực cho học sinh. Thật ra thì trước đây thì mình thấy thi toán văn là ổn. Thêm môn ngoại ngữ thì thôi, thì vào đến hết năm lớp 12 đúng không, là các con cũng phải phổ cập về ngôn ngữ tiếng Anh nữa thì thi thêm môn tiếng Anh là đủ rồi, tóm lại là vẫn chỉ là toán văn ngoại ngữ thôi, chứ các môn kia thì các con học trên lớp, các con sẽ ai em nào yêu thích về môn lịch sử hay môn gì thì các em cũng sẽ tự nghiên cứu rồi, chứ không nên là kiểu thật sự như thế này thì nó gần như là kiểu dạng một dạng ép vất vả quá. Và nếu như mà có cho thi thêm môn thứ tư thì nên là có một cái quyết định từ đầu năm hay là có thời gian để cho các con nó có định hướng đi. Chứ bây giờ đến tháng 3 cứ mông lung, hết tháng 1 cũng không biết gì, hết tháng 2 không biết gì, đến gần hết tháng 3 mới bắt đầu biết cái môn thi thứ tư thì nó quá... Đối với trẻ con thì như thế là nó vất vả lắm. Năm nay thì phải thi môn lịch sử với cả cũng báo mới gần đây à. Còn 3 tháng nữa thì bọn em cũng bắt đầu trong kỳ thi thì em thấy khá là cũng hơi áp lực tại vì phải học nhiều hơn đấy. Đây là năm đầu tiên mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã áp dụng có 4 môn thi dành cho các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở. 4 môn thi đó là toán, văn, ngoại ngữ và môn cuối cùng chính là môn lịch sử. Vậy thì là những giáo viên, là những người làm việc trong cái công tác đào tạo này thì anh chị có suy nghĩ như thế nào? Chúng ta biết là ngay từ năm ngoái thì Bộ Sở cũng đã có thông tin về chuyện là
năm nay sẽ thi bài thi 4 môn. Học sinh sẽ phải ôn tập rất là hiệu quả, rất là đồng đều tất cả các môn. Sở dĩ đến tháng 3 sở mới công bố cái môn thi thứ tư để nhằm cái mục tiêu làm sao giúp các em ôn tập có đồng đều và hiệu quả tất cả các môn, tránh tình trạng học lệch học tủ. Vậy thì câu chuyện là lựa chọn môn sử hay lựa chọn các cái môn khác nó cũng không nằm trong cái ý đồ là để giúp học sinh nó tốt tất cả các môn. Với anh Nam thì con anh là mới học lớp 8 đúng không? Chưa phải là lớp 9, chưa phải trực tiếp là những học sinh sẽ phải tham gia vào kỳ thi năm nay. Thế nhưng mà anh, trước những cái thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra thì anh có suy nghĩ như thế nào ạ? Mình nghĩ là như này, các cái môn học ở phổ thông ấy thì khi mà các bạn học sinh học thì có thể coi nó là cân bằng như nhau. Bởi vì đều là những cái kiến thức rất quan trọng cần phải trang bị cho các bạn ấy khi mà bước vào cuộc sống. Thế còn cái chuyện thi thì học sinh có bấy nhiêu thời gian thôi. Và nếu như mà thi nhiều môn hơn thì các bạn ấy sẽ phải chia cái thời gian ra để học nhiều môn. Và về cơ bản mà nói thì sẽ không gây thiệt hại cho ai cả. Mình cứ lo thế thôi, chứ còn khó thì tất cả mọi người đều khó. Và dễ thì tất cả mọi người đều dễ. Cho nên cái việc mà tăng nhiều môn thi lên có thể khiến cho cái kết quả chung của một môn nào đấy nó bị giảm xuống do cái sự đầu tư về thời gian và công sức nó thấp đi. Nhưng mà xét về cái thứ bậc của mọi người trong kỳ thi thì mình nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Cho nên mọi người cũng không cần phải lo lắng cái chuyện đó làm gì. Có một cái vấn đề là cái việc mà phụ huynh hay học sinh mà e ngại với môn lịch sử thì nó là cái câu chuyện có thật. Bởi vì lịch sử trong các kỳ thi môn lịch sử cũng cho thấy điều đấy. Những điểm không môn lịch sử hay những cái tỷ lệ, những cái con số nó là một cái minh chứng rất là rõ ràng rồi. Anh chị nhận thấy là điều gì khiến cho môn lịch sử của chúng ta nó lại đang bị sợ như thế? Thực ra thì tôi nghĩ như thế này, câu chuyện về môn lịch sử hay là câu chuyện về tại sao học sinh không thích môn lịch sử, nó là câu chuyện mà chúng ta bàn đi bàn lại rất nhiều năm trong các cái phương tiện truyền thông bây giờ. Thì có rất nhiều luồng thông tin, thì có những thông tin thì đổ lỗi cho chương trình sách giáo khoa quá nặng, có những thông tin thì nói về câu chuyện là do cái phương pháp dạy và học của học sinh, của giáo viên là đang không gây hứng thú cho học sinh. Dẫn đến câu chuyện là khi bây giờ, ví dụ như tôi nói là chương trình mới sắp thay đổi thì bộ sẽ cố gắng cải thiện cái vấn đề đấy, tức là làm sao để giúp học sinh tăng hứng thú với môn lịch sử. Thì tôi nghĩ nó cái kết quả đấy nó sẽ là cái việc cộng dồn của rất nhiều nguyên nhân. Trong đó nó sẽ có câu chuyện về cái việc là những cái ngành nghề đáp ứng của môn lịch sử sau khi học sinh ra trường, nó cũng là một cái câu chuyện mà bản thân tôi là người học lịch sử cũng đã từng gặp phải những cái luồng thông tin như thế. Tức là tại sao lại chọn môn lịch sử, trong khi đó thì cơ hội tìm kiếm việc làm của môn lịch sử nó tương đối thấp. Trong khi đó thì người ta cứ coi như là học các cái môn kinh tế, học môn toán, môn sử, môn toán, môn lý, môn hóa mới là những môn thời thượng. Còn môn sử vốn là cái môn mà gần như là chẳng thời thượng gì. Đấy, bởi vì tôi nghĩ là chắc là có lý do ở câu chuyện là cái cơ hội tìm kiếm ngành nghề sau khi mà học sinh ra trường, sinh viên ra trường nó cũng là một cái điểm bất lợi. Vâng, nhưng nếu không nói về cái câu chuyện ngành nghề thì ngay học sinh của cô thấy là các bạn ấy có hứng thú với môn lịch sử không? Đa phần là các em không thích môn lịch sử. Và tôi thường hay nói đùa là nếu như không thi thì chắc có lẽ em không học môn lịch sử. Nó thực tế là câu chuyện nó đã có câu chuyện như thế, tôi đã từng gặp phải câu chuyện là sẽ phải xử lý những cái luồng thông tin như thế. Tôi cũng không mong rằng là khi mà sở bắt thi thì học sinh sẽ bắt học, nhưng mà là học sinh thì chắc chắn là các em sẽ phải gặp những cái tình huống như thế để các em sẽ phải xử lý. Nhưng đôi khi đấy chính là cái câu chuyện mà phải thi thì thành ra là cũng phải học đúng không? Nhưng vì cái tâm lý đấy thì thành ra cái chuyện học sử nó thành là hơi bị ép uổng quá. Anh có nghĩ như vậy không anh Nam, với cái nhìn từ một phụ huynh dành cho những con em của mình? Thực ra vấn đề của môn lịch sử nó không khác vấn đề của các môn khác. Nhưng mà lâu nay chúng ta phê phán môn lịch sử như một trường hợp đặc biệt thì mình nghĩ đấy là một cái gì đó nó không chuẩn lắm. Các em nó không muốn học môn lịch sử nó có một số lý do. Mình cho là cái lý do đầu tiên ấy là môn lịch sử nó khác những môn khác là nó xa cái cuộc sống thực. Chúng ta thường bị gắn với cái công việc làm ăn, kiếm sống hàng ngày mà môn lịch sử nó khá là xa. Người không biết lịch sử thường là bị phê là không có văn hóa hoặc kém văn hóa, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn lắm. Cho nên là nó không có một cái yêu cầu trực tiếp, không có một cái động lực trực tiếp khiến được người ta phải học cái môn đó là thứ nhất. Thứ hai là về cái vấn đề là dạy học lịch sử thì mọi người cũng hay phê phán là dạy học lịch sử thì nó buồn, chán, nó không đúng vân vân. Nhưng mình cũng nghĩ là nếu như có buồn thì nó cũng không buồn hơn những môn khác. Bởi vì cái cách dạy tất cả các môn của chúng ta là đang như nhau. Tức là chúng ta vẫn bắt các bạn học phải ghi nhớ nọ kia, xong rồi để giải thích một cách rất là máy móc vân vân kiểu như vậy. Thì các môn đều như vậy chứ không riêng gì môn lịch sử. Do đó mà mặc dù cách dạy môn lịch sử cũng có vấn đề, nhưng mà mình nghĩ đấy cũng không phải là cái lý do duy nhất. Đấy, thế còn một cái điểm nữa là về phương diện xã hội mà nói thì cái cách tiếp cận lịch sử của chúng ta cũng đang gặp cái vấn đề thật. Bởi vì học lịch sử nó gần hơn một chút so với học những cái thứ như văn chương nghệ thuật, mà do đó mà trong quá trình tiếp thu kiến thức lịch sử thì không phải chỉ qua cái phương thức mà
mà người ta học trên trường và nhớ những con số máy móc, về học cách vậy nó rất là không có cảm hứng, mà nó phải thông qua cái nỗi niềm lịch sử, cái sự đồng cảm với những cái tư liệu lịch sử thông qua các cái tác phẩm như là văn học nghệ thuật hoặc là phim ảnh vân vân, thì cái đó lại cũng phải làm đồng loạt. Và nói thực là thậm chí nhà nước mà muốn nâng cao cái trình độ lịch sử thì phải chú ý hơn đến cái mảng về nghệ thuật cũng như là phim ảnh lịch sử nữa, thì có nhiều cái vấn đề lắm. Tuy nhiên là các con đang gặp một cái vấn đề là phải giải quyết cái kỳ thi tới này, thì bây giờ phải giúp cho các bạn giải quyết chuyện này trước, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái đó. Vâng, tôi đồng ý với cả ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi với cái sự góp mặt của cô giáo Phương Mai cũng như tiến sĩ Nguyễn Thành Nam là một chuyên gia về ghi nhớ và các phương pháp học thông minh, thì chúng tôi cũng rất là muốn quý vị sẽ chia sẻ cùng các em học sinh cũng như các phụ huynh làm sao đó để chúng ta có cái phương pháp học tốt nhất dành cho các em học sinh lớp 9 thi lịch sử năm nay. Ở thời điểm hiện tại, khi chỉ có chưa đầy 3 tháng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2019-2020 sẽ diễn ra. Các trường, các lớp và chính các em học sinh cũng đã lên kế hoạch học tập cho cả 4 môn thi, trong đó có lịch sử. Tại trường phổ thông thực nghiệm Hà Nội, nhà trường trước đó đã tổ chức một lớp hướng dẫn phương pháp học tối ưu cho các em học sinh thông qua sơ đồ tư duy, thẻ nhớ nhằm hỗ trợ các em trong quá trình ôn luyện. Trên một số các hệ thống giáo dục online như diễn đàn học mãi, các bài giảng online, các buổi hướng dẫn làm đề trực tuyến và các buổi chia sẻ kinh nghiệm cũng được tổ chức. Thì trong giai đoạn 30-45 thì chúng ta lại thấy có 3 cái phong trào cách mạng. Các em hãy lập từ sơ đồ tư duy thật là sinh động, thật là ngộ nghĩnh theo cái hiểu biết của các em. Lúc bây giờ chúng ta học sử chúng ta thấy thú vị lắm. Không có gì khó khăn cả. Mình nghĩ thì môn sử hay môn nào cũng có những khó khăn. Và thực ra cái vấn đề đấy là nó sẽ là vấn đề cho tất cả các học sinh chứ không phải là chỉ riêng một nhóm nào. Cho nên là phụ huynh cũng bình tĩnh và quan trọng nhất là đồng hành cùng các con. Thực ra nếu mà nói phụ huynh đồng hành cùng các con là không đơn giản, bởi vì phụ huynh bây giờ cũng lo rất là nhiều thời gian để lo cơm áo gạo tiền. Cho nên là dành thời gian cùng con, chia sẻ cùng con, và nếu được thì cùng học với con thì rất là tốt. Thì mình nghĩ là cũng đừng quá áp lực với con. Thực ra tại vì là trách nhiệm nó có nhiều, nó cho mình đáp án trước ấy ạ. Mình cũng chỉ cần nhớ được ý chính thì mình có thể khoanh được. Thì em nghĩ là cũng được. Đúng là em cũng có phần sợ môn lịch sử. Và nhiều lần em cũng đã từng suy nữa bị điểm kém. Nhưng mà năm nay thi trách nhiệm, thế nên là em bắt đầu có phần ở đó đã cảm thấy tự tin. Và em hy vọng rằng em có thể được điểm tốt trong môn lịch sử năm nay. Em thuộc gần hết của sách giáo khoa lịch sử lớp 9 ạ. Thì em sẽ đọc lại, mỗi ngày đọc lại 2-3 lần cho nhớ ạ, để chắc chắn đi thi là điểm cao. Với đề thi môn lịch sử theo cái mẫu mà Sở Giáo dục Đào tạo đã đưa ra thì môn lịch sử sẽ là một môn thi theo cái thể thức là trắc nghiệm. 70% sẽ là môn lịch sử Việt Nam, còn 30% sẽ là lịch sử thế giới. Và toàn bộ kiến thức thì đều nằm ở trong sách giáo khoa môn lịch sử của lớp 9 thôi. Thế thì trước tiên thì với cô Phương Mai là một giáo viên, thì cô có thể chia sẻ với các em học sinh làm sao đấy để các em có cái cách học nó trọng tâm và tạo được cái hiệu quả trong cái việc ôn luyện cái môn lịch sử ở lớp 9 này. Như các bạn đã biết thì là vào khoảng tháng 10 thì Sở đã công bố cái đề thi tham khảo. Thì như là bạn đã nói thì thực ra là cái cấu trúc đề thi môn lịch sử thì Sở đã công bố rồi. Tức là trong đó sẽ có 70% là phần lịch sử Việt Nam và 30% thuộc phần lịch sử thế giới. Và học sinh sẽ phải làm 40 câu hỏi trong vòng 60 phút. Tức là học sinh sẽ phải có thời gian trả lời trung bình là 1,5 phút trên một câu. Và vậy thì yêu cầu ở thời điểm này bây giờ là thời điểm tháng 3 rồi. Và chúng ta chỉ còn cách thời điểm thi là khoảng 2 tháng nữa thôi. Vậy thì các em sẽ phải làm như thế nào? Thì tôi nghĩ thế này này, ở thời điểm này thì về cơ bản các em đã học xong toàn bộ cái phần chương trình trên trường rồi. Tức là về cơ bản các em đã được trang bị một lượt các cái kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để các em bắt đầu ôn luyện kiến thức. Và chúng ta có thể có rất nhiều phương pháp để ôn luyện kiến thức khác nhau. Tôi thì thường hay hướng dẫn học sinh của tôi sử dụng cái sơ đồ tư duy để các em có thể ghi nhớ hiệu quả. Sơ đồ tư duy nó sẽ giúp học sinh ôn luyện và tổng hợp kiến thức rất tốt và không bị bỏ quên kiến thức. Cái thứ hai là sau khi mà các em sử dụng sơ đồ tư duy xong, các em hệ thống xong kiến thức rồi thì các em nên bắt tay vào giai đoạn luyện đề. Cái luyện đề thì nó sẽ có rất nhiều những cái tác dụng cho học sinh trong quá trình các em ôn luyện. Một đấy là nó sẽ giúp các em kiểm tra được cái mức độ nắm bắt kiến thức hoặc là thiếu hụt kiến thức của mình đến đâu để có cái chiến lược để bổ sung kiến thức ngay cho phù hợp. Cái thứ hai là giúp cho học sinh có thể tăng cái khả năng phản xạ và rèn được cái phương pháp làm bài. Bởi vì thực ra là cái thi trắc nghiệm nó khác với thi tự luận. Ở góc độ là nó sẽ kiểm tra được độ rộng kiến thức.
và đòi hỏi học sinh phải có một cái tốc độ để xử lý cái câu hỏi rất là nhanh trong một thời gian ngắn. Thì có rất nhiều học sinh sau khi mà đi thi về cái kỳ thi đại học ấy thì có nói với tôi là nếu như cho các em thêm thời gian thì các em sẽ trả lời được câu hỏi đấy, sẽ đạt được kết quả cao hơn. Như vậy ở đây vấn đề là nó là vấn đề về kỹ năng và phương pháp và phản xạ làm bài. Và hơn ai hết là chúng ta nên sử dụng các cái phòng luyện trắc nghiệm. Chúng ta nên luyện tập với các cái đề để chúng ta có thể làm rèn được cái kỹ năng và cải thiện được cái phản xạ và tốc độ làm bài. Cái thứ ba nữa, theo tôi trong quá trình học sinh ôn luyện ấy, thì các em không nên bỏ qua cái phần các cái bài ôn tập chương đâu. Bởi vì là khi mà tôi nhìn kỹ cái đề thi tham khảo của sở ấy, thì thực tế là học sinh bây giờ cái đề thi môn lịch sử cũng cải tiến rất nhiều so với thời điểm ngày xưa chúng tôi thi. Tức là gần như cũng sẽ không kiểm tra theo kiểu ghi nhớ quá nhiều sự kiện máy móc nữa, mà bắt đầu kiểm tra góc độ học sinh, ở góc độ là học sinh nắm được kiến thức đến đâu và xử lý những vấn đề nó mang tính tổng quát hơn. Và trong đó thì những câu hỏi mang tính liên chương, những vấn đề liên chương thì nó sẽ giúp học sinh có một cái nhìn tổng thể về môn lịch sử, chứ không phải là cái nhìn rời rạc. Và khi mà các em nắm được kiến thức lịch sử ở các bài liên chương như thế thì các em sẽ có cơ hội để xử lý những câu hỏi mức độ khó hơn và có cơ hội để cải thiện điểm số cao hơn. Tôi thấy có một cái vấn đề mà nhiều người cũng rất là thắc mắc, đấy là bởi vì môn lịch sử thì sẽ là một cái môn thi mà trắc nghiệm hoàn toàn như thế, thì nhiều người e ngại rằng là với cái việc có những cái câu hỏi trắc nghiệm thì cái lượng kiến thức phải ghi nhớ ấy, nó phải chi tiết hơn. Nó không tránh khỏi cái chuyện phải ghi nhớ. Trên cái việc ghi nhớ đấy thì sẽ là một trong những cái trở ngại lớn đối với học sinh khi mà các em phải ôn luyện các môn khác nhau và trong một thời gian rất là ngắn như thế này. Thì đây, với cái sự góp mặt của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam là một chuyên gia với những cái phương pháp học thông minh cũng như cách ghi nhớ, thì anh có thể có một vài những cái hướng dẫn giúp cho các em học sinh cụ thể hơn là với những em học sinh ở lớp 9 để học cái môn sử trong cái giai đoạn rất là gấp rút này được không ạ? Đầu tiên thì mình muốn khẳng định luôn là cái lượng kiến thức phải nhớ của môn sử nó không hơn những môn khác. Ví dụ như các bạn học những môn như hóa và vật lý chẳng hạn thì các bạn phải nhớ lượng rất là khủng khiếp. Như hóa là phải nhớ đến từng điều kiện phản ứng, tên chất rồi hóa trị đủ kiểu luôn. Cho nên là sở dĩ mình không nhớ được lịch sử là vì mình ít học hơn những môn khác, mình ít sự đầu tư. Đấy. Thế còn hiện bây giờ cái đề của chúng ta là đề trắc nghiệm. Và với cái trình độ chế tác đề trắc nghiệm ở Việt Nam hiện bây giờ thì mới kiểm tra được cái kiến thức là gọi là know what, tức là cái gì thôi. Tức là các em phải nhớ được chính xác cái thông tin đó và chọn đúng cái đáp án đúng. Thì trong một cái thời gian ngắn để mà có thể nhớ được rất nhiều những cái thông tin chi tiết như vậy thì phải có kỹ thuật. Và mình đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu các cái kỹ thuật ghi nhớ. Thì hôm kia đây thôi thì có cái trường học rất là nổi tiếng ở Hà Nội có mời mình đến để hướng dẫn các bạn lớp 9 ôn thi vào lớp 10 các cái kỹ thuật ghi nhớ này. Và mình thì thời gian vừa rồi mình có làm là hội thảo học thông minh, mình dạy rất là nhiều các cái kỹ thuật học tập, trong đó có cả các cái hệ thống công cụ tư duy kiểu như là sơ đồ tư duy mà cô Mai vừa nói. Thế thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái cách mà ôn các cái kiến thức kiểu như là know what ấy, tức là ghi nhớ đấy, như thế nào. Ngoài việc các em vẽ các cái sơ đồ tư duy mà như lâu nay các em vẫn làm để cho kiến thức nó link thành một cái hệ thống, nó kết nối thành hệ thống để cho mình nhớ tốt hơn, thì chúng ta cần phải luyện ghi nhớ bằng một cái kỹ thuật khác song song với nó. Đó là các em đừng có ôn trực tiếp trên vở ghi mà các em phải tạo các cái thẻ ghi nhớ. Ví dụ như là khi mà học một bài trên lớp rồi, hai tiết hoặc một tiết gì đó rồi, thì cái bài đó mặc dù rất là dài nhưng mà có thể các bạn chỉ cần nhớ thông tin nó chứa trong khoảng độ 1/10 đến khoảng độ 15% của cái lượng thông tin các bạn ghi thôi. Thì các bạn phải tạo các thẻ nhớ để ghi các cái thông tin đó. Thì mỗi một cái thẻ nhớ nó có cái dạng là như thế này. Ví dụ nhé, nó có hai mặt. Mặt phía trước các bạn sẽ ghi các cái thông tin, thường là cái câu hỏi hoặc là một cái công tin gợi nhớ để cho các bạn buộc phải nhớ cái đó. Còn mặt phía sau của nó là những cái thông tin mà các bạn cần phải nhớ thật. Thì ví dụ như đây có một cái thẻ là ba tổ chức cộng sản năm 1929. Thì cái mặt trước là như vậy. Và khi các bạn cầm cái thẻ này lên thì các bạn sẽ bắt đầu nghĩ xem là cái lời giải cho nó là gì. Xong đó thì khi mà nhớ được rồi thì có thể thôi, nhưng mà nếu chưa nhớ thì có thể lật mặt sau để xem. Và các bạn mỗi một cái bài học trên lớp các bạn cố gắng tạo ra một số cái thẻ nhớ làm sao để mà nó quét hết các cái kiến thức của cái bài học đó. Và mỗi một hôm học bài nào thì phải về làm luôn cái thẻ nhớ đó. Sau khi làm xong thì các bạn cho vào một cái tập như thế này, và tập này là các bạn sẽ ôn hàng ngày. Và điều quan trọng nhất là kỹ thuật của nó ôn như thế nào thì mình hướng dẫn nhé. Cái tập hàng ngày này thì các bạn nên mang theo người, nhớ chưa, nào lúc nào cũng mang theo để lúc nào rảnh cũng có thể ôn được vài cái thẻ như thế này, trừ cái lúc đi tắm thôi, nhớ chưa, chứ còn bình thường đi đâu cũng mang theo. Thế khi ôn thì ôn như thế nào? Nhìn cái mặt trước của cái thẻ này, xong đấy nếu mình nhớ được thì thôi lật qua thẻ khác, nhưng nếu mình chưa nhớ lắm thì mình nhớ lại xem là nó như thế nào, xong đấy lật mặt sau ra xem nội dung cần nhớ, và sau đấy nhớ được rồi thì lật cho các tấm khác. Và mỗi một cái thẻ như này hàng ngày các bạn sẽ
học một lần thì sau khoảng độ 3 lần mà các bạn học một cái thẻ mà mở ra các bạn nhớ ngay, không phải xem mặt sau, thì các bạn tháo cái thẻ này ra, các bạn lắp vào cái tập tiếp theo. Cái tập này mình đề nghị các bạn là một tuần các bạn sẽ học 2 lần. Có thể là vào thứ ba hoặc thứ tư và có thể là vào chủ nhật, một tuần 2 lần. Thì cũng như vậy, bạn sẽ mở cái thẻ này ra bạn xem. Sau đó bạn nếu bạn nhớ thì thôi, nhưng nếu bạn không nhớ bạn lại xem mặt sau để cho nhớ. Và sau khoảng độ 2 lần học cái thẻ này, học 3 lần tùy các bạn, thì bạn lại tháo nó ra. Bạn lại lắp vào cái thẻ này là một tuần bạn mới học một lần. Và cứ như vậy là đến cái thẻ là vì giờ đến lúc thi bạn còn có 2 tháng thôi chẳng hạn, thì bạn chỉ nên học đến cái lượng giãn cách là 2 tuần, tức là đến cái tập 2 tuần một lần là được. Thế thì hàng ngày bạn liên tục bổ sung các cái thẻ vào cái tập hàng ngày này và bạn mang theo người. Nhưng mà các cái thẻ cũ lại thường xuyên được chuyển qua các cái tập này. Và cuối cùng nó sẽ đến cái tập cuối cùng. Và cái tập cuối cùng này này, thì nếu dồn lại thì ví dụ môn lịch sử các bạn có khoảng độ 500 cái thẻ hoặc 300 cái thẻ như vậy, thì đến cách hôm thi của 1-2 hôm bạn lại đọc lại một lần nữa. Thì cái quá trình như vậy nó sẽ chuyển trí nhớ từ vùng tạm thời sang vùng dài hạn. Và các em nhớ rất là lâu, mà rất là lâu quên. Nó khác hoàn toàn với cái kỹ thuật học theo kiểu là trước khi thi mới học xong nhớ một phát xong quên hết. Đấy. Thì cái kỹ thuật này nó dựa trên những cái nghiên cứu tâm lý học về sự giãn cách trong trí nhớ. Thì cái cách này nó khá là dễ thực hiện. Và nói thực là nhiều bạn sẽ lười làm các tấm thẻ, nhưng đó là việc mà các em đều phải làm, không thể trốn được. Cho nên là làm theo cách này sẽ là tốt nhất về mặt ghi nhớ. Tôi muốn hỏi cụ thể hơn là ví dụ như trong cái trường hợp là những cái kiến thức ở trong môn lịch sử lớp 9 chẳng hạn, thì cứ mỗi một bài thì bản thân là các em có thể tự làm được cái này hay không, hay là cần phải có cái sự hỗ trợ của giáo viên chuyên môn? Khi mà các bạn học sinh học mỗi một bài học thì các bạn có thể tự rút ra được cái kiến thức nào là quan trọng nhất ở trong đó, và các bạn có thể tự làm được. Nhưng tốt nhất là cô giáo nên cùng làm với các bạn, bởi vì thời gian vẫn còn. Và thậm chí nhá, nếu mà giáo viên nào thật là công phu ấy, thì bỏ thời gian để nghiên cứu và tạo mỗi một cái bài giảng của mình ấy khoảng độ 3 đến 5 cái thẻ nhớ như vậy để cho học trò luyện thì là tuyệt nhất. Như ở lớp của mình, khi mà mình dạy các bạn thi Trung học Phổ thông Quốc gia thôi, thì đến khi gần thi thì mình tổ chức cho các bạn tạo thẻ nhớ từng chương một rồi trao đổi cho nhau, và mình có tư vấn. Nói thực là bỏ công ra làm việc đó thì nó rất là tốn thì giờ, nhưng mà nếu thầy cô làm thì sẽ rất là tốt và đáng, xứng đáng để bỏ công ra, nhất là trong cái thời gian mà học sinh còn rất ít như thế này. Không chỉ hiệu quả với môn sử mà sẽ là hiệu quả với tất cả các môn, và đúng không ạ? Thậm chí với người lớn, khi mà các bạn học bất kỳ một cái gì lớn, ví dụ như đây các bạn có thể thấy là mình hay tìm hiểu các cái vấn đề về tâm lý học giáo dục, thì mình cứ tìm ra một khái niệm mình ghi một cái thẻ, xong đấy thì mình ghi rất là, và hàng ngày mình vẫn phải luyện, bởi vì cá nhân mình nó cũng sẽ bị quên đi, tất cả mọi người đều gặp vấn đề đó. Và các em vận dụng cái này vào tất cả các môn. Tôi nghĩ là với những em học sinh hay những phụ huynh mà đang theo dõi chương trình thì đây cũng chính là một cái phương pháp mà tiến sĩ Nguyễn Thành Nam vừa mới hướng dẫn, nó sẽ là rất là hiệu quả trong cái việc là hướng dẫn con mình học tập như thế nào. Và bên cạnh đó thì tôi cũng được biết là như ở diễn đàn học mãi thì ngay khi mà có cái thông tin về môn lịch sử này sẽ là môn thi chính, một trong bốn môn thi chính, thì là cũng đã có những cái kế hoạch và những cái bài giảng online để giúp cho các em học sinh có thể tiếp cận với những cái phương pháp học. Đương nhiên là mỗi người sẽ có một cái cách nào đấy để phù hợp với mình nhất, thì cô Phương Mai có thể chia sẻ thêm để cho khán giả được biết là các em có thể tiếp cận với những cái bài giảng đó hay cái cách học đó như thế nào ạ? Thực tế thì không phải đến thời điểm tháng 3 là chúng tôi mới có các cái sự chuẩn bị cho học sinh trong cái việc định hướng ôn thi vào 10 đâu, mà ngay từ đầu năm học, tức là khoảng cách đây khoảng 1 năm trước, tức là ngay khi mà sở có thông tin về việc là năm 2019 học sinh sẽ phải thi 4 bài thi, là học mãi đã có sự chuẩn bị cả về bài giảng online, tức là chúng tôi có cả khóa học trực tuyến, khóa học môn lịch sử và khóa học tất cả các môn phổ thông ở lớp 9 ở trên hệ thống giáo dục học mãi.vn. Và ngoài ra thì bên cạnh cái khóa học online thì chúng tôi trang bị cho học sinh hệ thống phòng luyện, tức là chúng tôi xây dựng một cái ngân hàng câu hỏi, và trong đó thì các câu hỏi đã được chuẩn hóa, đã được các thầy cô thẩm định và qua quá trình sàng lọc thông tin rất là kỹ càng, để học sinh có cơ hội để trải nghiệm các dạng thức thi bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo của sở, nên là học sinh có thể yên tâm vừa kết hợp việc học online lại vừa có thể luyện đề, luyện câu hỏi với hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của học mãi trên hệ thống website học mãi.vn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là với tất cả những gì mà cô Phương Mai cũng như là tiến sĩ Thành Nam vừa chia sẻ thì đã giúp cho phụ huynh cũng như học sinh có những cái cách tiếp cận trong cái thời điểm này, một cái thời điểm khá là gấp rút, để chuẩn bị cho những cái môn thi cuối cấp của các em học sinh lớp 9. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Phương Mai cũng như tiến sĩ Thành Nam đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và đặc biệt là những em học sinh lớp 9, chúng tôi cũng chúc cho các em sẽ có đầy đủ cái sự tự tin để bước vào kỳ thi sắp tới. Chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.